Thưa quý vị, đầu năm 1975, Dư Quốc Đống, khi đó là tư lệnh quân đoàn 3 của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, phụ trách khu vực Sài Gòn và 11 quận xung quanh, đã xin từ chức sau khi không xin được tăng thêm binh lính cho trận Phước Long và chạy khỏi Việt Nam vào những ngày cuối tháng 4 sang tá túc tại Mỹ. Hơn 40 năm qua, ý thức được vị trí của một kẻ bại trận, Dư Quốc Đống đã sống rất lặng lẽ cho tới tận ngày cuối cùng. Trong cuốn hồi ký Một cánh hoa dù của phía bên kia, bọn họ ca ngợi ông tướng này như sau. Tướng Dư Quốc Đống có vóc dáng uy nghi, mày rậm, mắt to, cử chỉ hiên ngang. Ông là một sĩ quan can đảm, tài ba, đã từng trải qua nhiều trận chiến ác liệt trên khắp 4 vùng chiến thuật. Ngoài tài hành quân tác chiến, tướng Đống còn là một người rất nghĩa khí. Có lần trong cuộc họp hội đồng tướng lãnh để bầu phiếu buộc tội Trung tướng Nguyễn Chánh Thi về việc A Tòng và dung túng cho những phật tử vùng một chiến thuật, họ biểu tình quấy rối, trị an và phản kháng lại chính phủ trung ương. Hầu hết tướng lãnh đều bỏ phiếu thuận, chỉ có 2 phiếu trắng. Một vị tướng nói, tội của tướng Thi đã quá rõ ràng, tại sao có người lại bỏ phiếu trắng? Ý nghĩa là gì đây? Trung tướng Đống đã đứng lên và nói, tôi đã bỏ phiếu trắng đó. Trung tướng Thi là thầy tôi, Trung tướng Viên cũng là thầy tôi. Nếu bảo tôi chống lại thầy mình thì tôi không làm. Vậy quý vị muốn xử lý thế nào thì tôi thi hành. Các tướng lãnh trong đó có Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Trung tướng Cao Văn Viên, nghe lời nói khí khái hùng hồn của ông ta, ai cũng mến phục. Nói một cách công bằng thì Dư Quốc Đống cũng là người biết giữ chữ tín theo kiểu hảo hán giang hồ với những kẻ đồng hội đồng thuyền. Tiểu sử Dư Quốc Đống. Dư Quốc Đống sinh ngày 21 tháng 12 năm 1932. Trong một gia đình nghèo tại Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam. Sau đó ông cùng cha di cư vào Nam. Những năm 90 ông đã về quê đón mẹ mình sống ở Ngọc Lũ, Hà Nam, sang Mỹ. Tuy nhiên, bà chỉ ở với ông 3 năm sau đó mất tại quê nhà. Một số tư liệu khác lại ghi rằng ông xuất thân từ gia đình điền chủ khá giả tại làng Vĩnh Thanh Vân, Minh Lương, Rạch Giá, miền Tây, Nam phần Việt Nam. Thiếu thời, ông học trường tiểu học Tư Thục Võ Thành Trứ tại Rạch Giá. Khi lên trung học, ông được gia đình cho lên Sài Gòn học. Năm 1950, ông tốt nghiệp với văn bằng tú tài bán phần. Đầu tháng 4 năm 1951, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông tình nguyện nhập ngũ vào quân đội quốc gia. Theo học khóa năm Hoàng Diệu tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khai giảng vào ngày 1 tháng 7 năm 1951. Ngày 24 tháng 4 năm 1952, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Ra trường, ông được chọn vào đơn vị nhảy dù. Dư Quốc Đống là kẻ cầm súng theo thực dân Pháp ngay từ khi còn rất trẻ và được quan thầy cho sang mẫu quốc dự những lớp huấn luyện nhảy dù. Con đường làm tay sai hết từ Pháp đến Mỹ của Dư Quốc Đống chủ yếu trong lực lượng mũ nồi đỏ, khét tiếng gian ác, từng gây nhiều tội ác với đồng bào ta. Từ năm 1953 cho đến cuối năm 1972, Đống lần lượt leo qua các chức đại đội trưởng, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn trưởng, tư lệnh lữ đoàn, đến trung tướng, tư lệnh sư đoàn dù. Dư Quốc Đống từng tham gia chiến dịch tảo thanh lực lượng Bình Xuyên năm 1955, từng nhiều lần đụng độ với quân giải phóng trong trận Ia Đờ Đăng, Tết Mậu Thân 1968, đồi 1416 ở Đắc Tô, cuộc chiến Campuchia và cuộc hành quân Lam Sơn 719 và năm 71. Bà Y cũng đã ngồi ở vị trí đó tới năm 1973 với quân hàm trung tướng. Người kế vị Y ở ghế tư lệnh dù cho tới khi sụp đổ của chế độ Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975 là chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng. Chính ở trong lực lượng dù, Dư Quốc Đống đã được coi là đại ca của những viên tướng như là Nguyễn Khoa Nam, Ngô Quang Trưởng, Lê Quang Lưỡng và Phạm Văn Phú. Như vậy, cuộc đời binh nghiệp làm tay sai cho ngoại bang của Đống chủ yếu ở sư đoàn dù, lực lượng con cưng của chính quyền Sài Gòn, được trang bị hiện đại, được quan thể Mỹ tuyển chọn nhân sự và đào tạo bài bản kỹ lưỡng. Vì có thâm niên nhất trong lực lượng lại có vóc dáng cao lớn, thêm tính cách biết giữ chữ tín theo kiểu giang hồ, nên y được cấp dưới vị nể. Nói một cách công bằng, Dư Quốc Đống được Pháp và Mỹ đào tạo cơ bản về chiến thuật của lực lượng dù, có kinh nghiệm trong hành quân tác chiến can quét và đối phó với lực lượng quân giải phóng. Dư Quốc Đống được coi là viên tướng đẹp mã của quân đội Sài Gòn. Y đã gây nên nhiều nợ máu đối với đồng bào trong các cuộc hành binh tàn bạo ở nhiều vùng trên chiến trường miền Nam. Dư luận phía bên kia sau này thì luôn ca ngợi Dư Quốc Đống rằng thời gian ông chỉ huy là lúc chiến tranh Việt Nam lên tới cực điểm khốc liệt nhất. Những trận đánh dữ dội không giản dị như thời còn trực thuộc quân đội Pháp.
nhiều trận giao tranh ở cấp sư đoàn và phối hợp hành quân tác chiến với các quân binh chủng khác. Dưới quyền lãnh đạo của tướng Đống, lực lượng nhảy dù đã không những mang lại nhiều chiến thắng mà còn làm cho quân lực đồng minh phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự thực ra sao? Mời quý vị theo dõi tiếp những tình tiết sau đây. Nhắc tới Dư Quốc Đống thì ta không thể không nhớ tới cái danh bại tướng trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ và quân đội Sài Gòn, ngoài lực lượng chính là quân đoàn 1 quân khu 1, giới chóp bu Sài Gòn còn tăng cường hai lực lượng được xem là thiện chiến nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và Sư đoàn Dù. Tư lệnh Sư đoàn Dù lúc đó là Trung tướng Dư Quốc Đống. Trong lệnh hành quân Lam Sơn 719 của Sư đoàn Dù, ký vào ngày 3 tháng 2 năm 1971, Dư Quốc Đống đã ra lệnh cho thuộc cấp rằng nỗ lực chính trong cuộc hành quân hỗn hợp không lực theo trục đi Âu nhằm cắt đứt hệ thống tiếp vận của Cộng sản Bắc Việt, tìm diệt địch và phá hủy tối đa các quân dụng kho tàng của chúng trong căn cứ 604. Hướng hành quân cũng được Đống chỉ rõ, xuất phát từ căn cứ Hàm Nghi, hành quân bộ dọc theo đường 548 tức là đường 9 và trực thăng vận xuất nhập các khu vực mục tiêu A Lưới, A Sầu, thiết lập các căn cứ hành quân và căn cứ hỏa lực, tổ chức hành quân tuần thám, lùng diệt địch, phá hủy các kho tàng trong khu vực trách nhiệm. Cuộc hành quân của Sư đoàn Dù cũng được Đống chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1971, di chuyển toàn bộ Sư đoàn nhảy dù và các đơn vị tăng phái đến phối trí xung quanh khu vực căn cứ Hàm Nghi. Giai đoạn 2 từ ngày 8 tháng 2 đến 14 tháng 2, sử dụng chiến đoàn đặc nhiệm làm nỗ lực chính, xuất phát từ Tà Bạt, tiến quân dọc theo đường 9, về phía Tây, giao tiếp và hỗ trợ cho một tiểu đoàn nhảy dù, trực thăng vận, chiếm mục tiêu A Lưới tức là Bản Đông, và thiết lập căn cứ hỏa lực tại đây. Đồng thời, lữ đoàn 3 nhảy dù được trực thăng vận cấp tiểu đoàn chiếm các khu vực cao điểm 30, 31, điểm cao 450, 543 ở phía Bắc đường 9 và thiết lập các căn cứ hỏa lực để hỗ trợ mặt Bắc cho cánh quân cơ giới, chiến đoàn đặc nhiệm. Giai đoạn 3, củng cố các căn cứ hành quân và căn cứ hỏa lực, tổ chức hành quân lục soát, tiêu diệt lực lượng địch, khám phá và tiêu hủy tới mức tối đa các quân dụng cũng như kho tàng của địch trong phạm vi trách nhiệm. Giai đoạn 4, đoạn lệnh hành quân sẽ ban hành sau. Sau này thành cuộc tháo chạy vội vã của Sư đoàn Dù cũng như toàn bộ lực lượng địch tham chiến. Tổ chức biên chế của Sư đoàn Dù lúc này rất mạnh, gồm 9 tiểu đoàn thuộc 3 lữ đoàn Dù, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh. Đó là chưa kể các lực lượng của quân đoàn 1 tăng cường cho Đống, gồm lữ đoàn 1 thiết kỵ, tiểu đoàn 44 pháo binh và tiểu đoàn 101 công binh chiến đấu. Nhưng cuộc hành quân hoang tưởng Lam Sơn 719 do quan thầy Mỹ sắp đặt đã bị thất bại thảm hại. Toàn bộ lực lượng của cái gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719, trong đó có Sư đoàn Dù của Dư Quốc Đống, đã lọt vào trong thế trận răng sẵn của quân và dân ta. Thất bại của chúng là điều không tránh khỏi. Cụ thể như sau. Vào ngày sáng mùng 9 tháng 2 năm 1971, hai đại đội của chiến đoàn đặc nhiệm Dù tại chốt 351 cầu Cha Kỳ bị quân giải phóng tiêu diệt. Cùng ngày, tiểu đoàn Dù 2 bị tập kích ở Xê Nam. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2, trung đoàn 64 thuộc sư đoàn 320 quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp tiến công khu vực điểm cao 456 và đồi không tên, diệt 3 đại đội của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn Dù 6, lữ đoàn Dù 3, chốt giữ căn cứ 31 điểm cao 543 cách Bản Đông 7 km về phía Bắc. Trưa ngày 25 tháng 2, bằng trận tiến công hiệp đồng binh chủng, trung đoàn 64 đã làm chủ căn cứ 31, tiêu diệt tiểu đoàn 3 Dù, bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 Dù và toàn bộ ban tham mưu lữ đoàn. Ngày 12 đến ngày 17 tháng 3, quân giải phóng đại phá Bản Đông do một lữ đoàn Dù và hai thiết đoàn quân đội Sài Gòn chốt giữ, lữ đoàn Dù 3 bị xóa sổ. Ngày 18 tháng 3, do bị thất bại nặng nề, quân đội Sài Gòn đã rút khỏi Bản Đông. Cuộc rút quân trở thành một thảm bại hỗn loạn. Binh sĩ vứt bỏ vũ khí, chạy cắt rừng hòng thoát thân, nhưng cuối cùng chúng vào các ổ phục kích của quân giải phóng. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 là cuộc hành quân lớn nhất của liên quân Mỹ-Ngụy trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng khi viết về cuộc đời cầm súng làm tay sai cho hết Pháp và Mỹ của Dư Quốc Đống, đám đàn em của y, thậm chí người cháu gọi Đống bằng cậu ruột là Trần Thái Văn, hiện sống ở California, Mỹ, không một lời nhắc đến cuộc hành quân này. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất trong 26 năm khoác áo lính của Dư Quốc Đống mà thuộc hạ cũng như y muốn quên đi.
Cũng có vài kẻ thân tín của y thì cho rằng, việc đặt Dư Quốc Đống và Lê Nguyên Khang, Trung tướng tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến dưới quyền của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật, là một sai lầm của Tổng thống Thiệu, vì hai viên tướng vốn ngổ ngáo lại quen được chiều chuộng, rất coi thường Lãm. Bằng chứng là mặc dù toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến tham gia cuộc hành quân, nhưng Lê Nguyên Khang đã giao cho cấp phó chỉ huy, còn mình nằm chơi ở Sài Gòn. Sau này, mâu thuẫn giữa Đống và Lãm được bộc lộ trong kế hoạch phòng thủ Bản Đông. Chuyện đó có chăng nữa cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ để bào chữa cho thất bại cay đắng của Đống và sư đoàn dù của y. Không chỉ thảm bại trong các chiến thuật chỉ huy ở chiến dịch Lam Sơn 719, mà Dư Quốc Đống tiếp tục thể hiện tài chỉ huy kém cỏi với những nước cờ đi vào lòng đất và những ngày cuối của chế độ Sài Gòn trước sức tiến công mạnh mẽ của quân giải phóng. Sau khi rời chức tư lệnh lính dù, Dư Quốc Đống được giao cho việc quản lý quân đoàn 3 với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận, trong đó có tỉnh Phước Long, và địa danh này đã là nơi chôn danh tiếng hão của Dư Quốc Đống như một tướng có tài cầm quân, sau khi nó được chọn làm nơi thử lửa đầu tiên dẫn tới chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mặc dù một số đại diện cao cấp của chính quyền Sài Gòn cũ đã nói rằng cuộc tấn công của quân giải phóng vào Phước Long cuối năm 1974, đầu năm 1975 không phải là một bất ngờ ngoài ước đoán của chúng, nhưng quả thực đây là một đòn thăm dò chí mạng đối với quân đội Sài Gòn nói chung và cả quân đoàn 3 của Dư Quốc Đống nói riêng. Theo hồi ức sau này của Đại tướng Cao Văn Viên, lúc đó phụ trách Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn, thì ngày 14 tháng 12 năm 1974, quân giải phóng tấn công và chiếm lĩnh một cách dễ dàng vào quận Đức Phong và Bố Đức. Đêm ngày 15 tháng 12 năm 1974, một căn cứ hỏa lực do một đơn vị địa phương quân của chính quyền Sài Gòn bảo vệ cũng bị quân giải phóng tấn công và chiếm lĩnh. Quân đoàn 3 của Dư Quốc Đống đã buộc phải cho máy bay chở tới tăng viện từ căn cứ Lai Khê cho Phước Long, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, sư đoàn 5 bộ binh và hai pháo đội gồm 6 đại bác 105 ly và 4 đại bác 155 ly. Thêm vào đó còn có 3 đại đội trinh sát của các sư đoàn 5, 7 và 25 bộ binh. Thế nhưng mọi sự dãy dụa của Dư Quốc Đống đều không mang lại kết quả mà chính quyền Sài Gòn mong muốn. Đêm ngày 22 tháng 12 năm 1974, quân giải phóng tấn công quận Bố Đức lần thứ hai và đã chiếm được nó một cách khá dễ dàng. Ít ngày sau, vào ngày 24 tháng 12 năm 1974, hai sư đoàn 7 và 3 của quân giải phóng vừa được thành lập ở miền Nam, khác với sư đoàn 3 đang hoạt động ở Bình Định, đã tấn công và làm chủ quận Đôn Luân. Như vậy là trừ quận Lỵ, Phước Bình và thành phố Phước Long nằm trong ranh giới quận vẫn chịu sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, gần như toàn bộ tỉnh Phước Long hoàn toàn nằm trong tay quân giải phóng. Đêm 30 tháng 12 năm 1974, quân giải phóng lại tiếp tục tấn công Phước Bình, vòng đai phòng thủ của Phước Long. Trận đánh chỉ diễn ra từ nửa đêm cho đến chiều hôm sau thì kết thúc. Lính của tiểu khu và của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 thuộc quân đoàn 3 của Dư Quốc Đống tháo chạy về tổ chức phòng tuyến mới ở phi trường Sông Bé. Tuy nhiên, mọi sự đã dần được định đoạt khi 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1975, quân giải phóng pháo kích mạnh vào phi trường Biên Hòa rồi tấn công đánh thẳng vào thành phố Phước Long từ hướng Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 1975, tỉnh trưởng Phước Long xin phương tiện tải thương, tiếp viện và quân bổ sung, nhưng tất cả liên lạc từ Phước Long ra ngoài đều bị cắt đứt. Trong tình thế kẹt vào chân tường đó, tại Dinh Độc Lộc, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của chính quyền Sài Gòn đã buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Phụ tá An ninh Quốc phòng Đặng Văn Quang, Tư lệnh Không quân Trần Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 Dư Quốc Đống, Trung tướng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận Đồng Văn Khuyên và Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn Cao Văn Viên. Đề tài của buổi họp là có nên tăng viện cho Phước Long hay không, và nếu tăng viện thì tăng viện như thế nào về quân nhu, nhân sự. Cao Văn Viên đã kể lại rằng, tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh quân đoàn 3 trình bày về tình hình của Phước Long nói riêng và của quân đoàn nói chung. Để giải cứu được Phước Long, tướng Đống đề nghị xin một sư đoàn bộ binh hay sư đoàn nhảy dù. Quân tăng viện sẽ đổ bộ xuống hướng Bắc Phước Long bằng trực thăng dưới sự yểm trợ tối đa của không quân. Trình bày xong ý kiến, tướng Đống xin được từ chức. Viện cớ là từ khi nhậm chức tư lệnh quân đoàn, ông đã không đủ khả năng giải quyết được tình hình quân sự của vùng. Tổng thống Thiệu bác bỏ lời xin từ chức của tướng Dư Quốc Đống. Vấn đề hệ trọng ngay trong lúc này, theo Tổng thống Thiệu, là giải quyết vấn đề Phước Long trước, sau khi nghiên cứu tình hình, kế hoạch tiếp viện thêm cho quân Phước Long bị hủy bỏ.
Ngày 6 tháng 1 năm 1975, quân giải phóng tiến vào đánh sập Phước Long, bức tường thành mà kẻ địch cứ rêu rao là vững chắc bảo vệ vành đai Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn phải ngậm ngùi kêu gọi, dành 3 ngày truy điệu cầu nguyện cho Phước Long. Sau cuộc họp đó, Dư Quốc Đống đã rời khỏi quân đội chuyên làm tay sai cho ngoại bang, đang trong những ngày hấp hối cuối cùng. Chính trường Sài Gòn lúc đó ngày càng rối như canh hẹ và cũng không ai quan tâm tới số phận của một viên tướng thất thế. Tới ngày 29 tháng 4 năm 1975, nhận rõ cục diện tình hình không còn gì để hứa hẹn cho tương lai, Dư Quốc Đống đã cuống cuồng rời khỏi Sài Gòn, đi sống nốt những ngày tàn ở Mỹ. Những năm tháng cuối đời, Dư Quốc Đống thường xuyên đau ốm và được người thân đưa vào một viện dưỡng lão. Cái chết đã tới với Dư Quốc Đống như một sự giải thoát khỏi những ký ức đen tối về cả cuộc đời lầm lạc.